Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trước giờ các bạn chỉ nghe tiếng tắc kè kêu thôi, nhưng mà mình chưa thấy cận cảnh cái con tắc kè nó kêu như thế nào, đúng không? Thì trong video ngày hôm nay á, là mình sẽ quay cận cảnh con tắc kè kêu cho các bạn xem. Mình sẽ quay tổng hợp lại các cái video cận cảnh tắc kè kêu cho các bạn xem ha. Mình có 6 con tắc kè mình đang nuôi trong 6 cái ô như thế này nè các bạn. Thì có 3 con nó hay kêu nhất. Đó là cái con boss nó đang trốn trong cái hộp này nè. Trong video trước mình cũng đã cho các bạn xem con dưới boss và cái con này là con chuồng kính. Do cái con này hồi trước đang mình nuôi trong cái chuồng kính đó các bạn, mình giờ qua đây thì mình đặt tên nó như vậy luôn. Ở 3 ô á, trong 3 ô mỗi ô mình sẽ đặt một cái điện thoại như thế này để mà quay. Rồi thì các con tắc kè của mình á, nó thường kêu vào ban đêm các bạn. Ban ngày nó rất là ít kêu, chủ yếu là kêu vào ban đêm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha.